Khủng hoảng Vietjet Airlines lúc này liên quan gì đến tướng Nguyễn Chí Vịnh? Việt Nam trong năm vừa qua là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới. Hàng trăm máy bay đã được đặt mua và ngành hàng không chiếm khoảng 5% GDP của cả nước. Hiện nay ở Việt Nam, ngoài hãng hàng không quốc gia Việt Nam, Vietnam Airlines, còn là hãng hàng không của nhà nước, chiếm thị phần lớn trong vận chuyển khách quốc tế và thị phần khách nội địa khoảng hơn 36%. Ngoài ra, còn có hãng hàng không tư nhân cùng tham gia kinh doanh như Vietjet Airlines, Jetstar Pacific, Bamboo Airways, v.v. Vào ngày 26 tháng 10, mạng xã hội Việt Nam xôn xao khi bản tin với tiêu đề 4 máy bay bất ngờ vướng tranh chấp. Vietjet đề nghị được bảo vệ pháp lý của báo Thanh niên Online đột ngột bị gỡ sau vài giờ đăng tải. Bản tin của BBC, cơ quan giám sát cho thuê hàng không, cảnh báo Việt Nam sau tranh chấp thu hồi máy bay. Cho tới thời điểm hiện tại, nếu theo đường link cũ khi bấm vào, thì bản tin không còn truy cập được và đã hiện lỗi 404 với thông báo không tồn tại. Được biết, kể từ tháng 4 năm 2023, truyền thông quốc tế và Việt Nam đã có các bản tin, bài bình luận liên quan đến vụ tranh chấp về quyền thu hồi 4 máy bay của hãng Vietjet Airlines do hãng hàng không này bị bên cho thuê máy bay của Airbus và Boeing cáo buộc vi phạm các thỏa thuận trong việc thanh toán tiền thuê. Liên quan sự việc, hãng tin Reuters vào ngày 6 tháng 4 đưa tin Việt Nam bị đặt vào danh sách theo dõi sau vụ tranh chấp thu hồi máy bay có tên Vietjet liên quan đến vụ việc này. Hãng Reuters cho hay Việt Nam bị một tổ chức phi chính phủ chuyên theo dõi luật tài chính thay mặt cho các nhà sản xuất máy bay và bên cho thuê đưa vào danh sách theo dõi sau một vụ tranh chấp thu hồi máy bay gần đây. Vẫn thêm, theo hãng thông tấn Reuters, nhóm công tác hàng không vừa kể trên không biết cho biết tên cụ thể hãng hàng không nào liên quan đến vụ việc. Nhưng một phiên bản cập nhật về cảnh báo trên mạng của tổ chức này có đường link dẫn đến một tệp tin có tên cập nhật số 1 về Vietjet. Được biết, hãng hàng không Vietjet Airlines là một hãng hàng không tư nhân của Việt Nam và là một trong những hãng hàng không giá rẻ lớn nhất ở châu Á. Hình ảnh minh họa của máy bay Vietjet Airlines. Theo Reuters tiết lộ, tính đến thời điểm đầu năm 2023, Vietjet đang sử dụng các máy bay của hãng Airbus và đặt hàng tổng cộng tới 186 chiếc, bao gồm cả 114 chiếc A320 chưa được bàn giao. Ngoài ra, hãng Vietjet cũng đặt mua 200 chiếc Boeing 737 MAX. Nhóm công tác hàng không đã xác nhận với Reuters rằng họ đã đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi sau khi một tòa án ở Hà Nội ngăn chặn những nỗ lực tịch thu máy bay của Vietjet Airways. Theo đó, thoạt đầu cơ quan quản lý của Việt Nam đã đồng ý trả lại 4 chiếc máy bay mà Vietjet Airways đã thuê. Nhưng sau đó, vào tháng 2 năm 2023, một tòa án ở Hà Nội đã hủy bỏ quyết định đó sau khi có một vụ kiện từ một trong những cổ đông của hãng hàng không Vietjet. Cũng theo thông tin cho biết, vào tháng 11 năm 2022, bên cho thuê đã tiến hành yêu cầu thủ tục tố tụng và đến tháng 1 năm 2023, họ đã nhận được lệnh của tòa án ở Anh Quốc hỗ trợ cho phép tòa án có thẩm quyền phán quyết đối với hợp đồng cho Vietjet Airways thuê máy bay. Theo một hiệp ước có tên là Công ước Cape Town mà Việt Nam là thành viên, hiệp ước cho phép việc bỏ đăng ký hoặc xóa khỏi sổ đăng ký máy bay tại nước sở tại. Trong trường hợp có yêu cầu hợp pháp từ bên cho thuê và đưa máy bay vào đăng ký quốc tế, cho phép hãng chủ được phép đưa máy bay đó đi. Bà chủ tịch thực sự của hãng hàng không Vietjet Airways là ai đây? Trong bài viết Ba chủ thực sự của hãng hàng không Vietjet Airways là ai của trang điện tử của Hội Sở hữu trí tuệ vào ngày 30 tháng 1 cho biết rằng ít ai biết trong giàn lãnh đạo của hãng hàng không này còn có một nữ tướng đóng vai trò quan trọng nhất, đó là bà Nguyễn Thanh Hà, chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietjet Airways. Bà Hà chính là nữ tướng đứng đầu hãng hàng không tư nhân lớn nhất của Việt Nam. Bà Hà là con gái thứ hai của cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Bà Hà là chị gái của tướng Nguyễn Chí Vịnh. Câu hỏi mà công luận đặt ra là khủng hoảng của Vietjet Airways có liên quan gì tới sự qua đời đột ngột của tướng Nguyễn Chí Vịnh, người từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đặc trách công tác đối ngoại hay không? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin khủng hoảng của Vietjet Airways lúc này liên quan gì đến tướng Nguyễn Chí Vịnh. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội, thất bại thê thảm của Tổng Bí thư. Chiều ngày 25 tháng 10 trong kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, tại Quốc hội Việt Nam đã hoàn thành nội dung lấy phiếu tín nhiệm. Các đại biểu Quốc hội đã biểu quyết thông qua nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm
đối với những người giữ chức do Quốc hội bầu phê chuẩn, với 470 trên tổng số 472 phiếu tán thành, tương đương 95,14% tổng số đại biểu Quốc hội. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 44 người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu phê chuẩn có một số điểm đáng chú ý, xếp hạng theo số phiếu tín nhiệm cao, cụ thể như sau. Đứng ở vị trí thứ nhất thuộc về số phiếu tín nhiệm cao là Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đứng thứ hai về số phiếu tín nhiệm cao. Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đứng thứ 12 về số phiếu tín nhiệm cao. Bộ trưởng Bộ Công an ông Tô Lâm chỉ đứng ở vị trí số 26. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao ông Nguyễn Hòa Bình đứng ở vị trí số 31 trên tổng số 44 người. Hai người có số phiếu tín nhiệm thấp ít nhất là các ông Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội và ông Lê Tiến Tới, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, với 2 phiếu mỗi người. Lãnh đạo hàng đầu của Việt Nam tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Nhóm lãnh đạo thuộc đứng cuối bảng xếp hạng tín nhiệm là Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, đứng ở vị trí số 37 trên 44. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn xếp ở vị trí 39 trên 44. Bộ trưởng Bộ Y tế bà Đào Hồng Lan đứng ở vị trí 41 trên 44. Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đứng ở vị trí gần áp chót 42 trên 44. Bộ trưởng Bộ Văn hóa Nguyễn Văn Hùng xếp áp chót ở vị trí 43 trên 44. Và Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt đứng ở vị trí chót bảng 44 trên 44. Giới quan sát đánh giá kết quả các chức danh được Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm đã cho thấy rằng mọi sự đồn đoán và sự lo lắng của công luận và giới thạo tin đã không xảy ra. Như vậy, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ lại có thêm kết quả lấy phiếu tín nhiệm để tranh chức Tổng Bí thư cho Đại hội lần thứ 14 sắp tới. Toàn cảnh Quốc hội Việt Nam trong một phiên họp. Điều bất ngờ là hầu hết các phân nhân sự được tuyển chọn trực tiếp bởi tay ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tư cách là trưởng tiểu ban nhân sự các kỳ Đại hội Đảng lần thứ 12-13 với quy trình tỉ mỉ khoa học 5 bước như ông Trọng tuyên bố trước đây. Trong danh sách những người có nhiều phiếu tín nhiệm thấp được đội sổ, gồm có ông Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Nguyễn Văn Hùng xếp hạng 43 trên 44, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đứng ở vị trí 42 trên 44 và Bộ trưởng Bộ Y tế đầy tai tiếng bà Đào Hồng Lan đứng ở vị trí 41 trên 44. Đáng chú ý nhất có lẽ là trường hợp của ông Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã gây bất ngờ khi Bộ trưởng Sơn là người có số phiếu tín nhiệm thấp dẫn đầu lên tới 72 trên 479 phiếu. Dư luận của Bộ Giáo dục và Đào tạo sau khi có kết quả tín nhiệm có nhiều ý kiến biện minh cho rằng Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đi nắm quyền Bộ trưởng sau Đại hội 13 đúng lúc ngành giáo dục có quá nhiều sóng gió. Riêng chuyện giải quyết những vấn đề tồn tại của Bộ trưởng tiền nhiệm Phùng Xuân Nhạ để lại cũng đã đủ mệt. Chớ trêu thay, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cũng là sản phẩm và là đồng thời là đệ tử ruột của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đã già nhưng vẫn ngồi 3 nhiệm kỳ. Như vậy, sau thất bại lịch sử tại Hội nghị Trung ương 8 khóa 13, một lần nữa người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại rớt đài bởi cú knock out của người đứng đầu chính phủ, ông Thủ tướng Phạm Minh Chính và cú bỏ rơi Tổng Bí thư đối với Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Màn kịch chính trường Việt Nam còn rất nhiều chuyện hay và kịch tính, chúng ta hãy cùng chờ xem. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin kết quả phiếu tín nhiệm của Quốc hội, thất bại thê thảm của Tổng Bí thư. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.